Hôm nay, cộng đoàn chúng ta quy tụ nơi đây để hướng về tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta, không chỉ là những người còn đang sống với chúng ta, mà tổ tiên ông bà cha mẹ đang yên nghỉ nơi đây để chúng ta cầu nguyện cho các ngài. Nhưng với giáo lý của Hội Thánh Công Giáo đã xác định rằng chúng ta báo hiếu ông bà cha mẹ không phải chỉ khi các ngài đã qua đời mới cầu nguyện, mà chúng ta phải có trách nhiệm báo hiếu ngay khi các ngài đang còn ở với chúng ta. Dân gian có câu rằng còn sống thời chẳng cho ăn, đến khi thác về làm vạn tế rồi thì chết, rồi mới sắp xôi thịt cúng tế thì nào còn ít chi. Như vậy, hôm nay giáo hội mời gọi chúng ta hãy nhớ về ông bà tổ tiên cha mẹ, như chính lời đáp ca mà ca đoàn vừa hát chúng ta thấy: phúc thay người tôn sợ Thiên Chúa, ăn ở theo đường lối của ngài. Vậy thì Thiên Chúa chúc phúc cho những ai biết kính sợ Thiên Chúa và ăn ở theo đường lối của ngài để được hưởng ân phúc ở đời này. Điều răn cao quý Thiên Chúa đã dạy chúng ta, cái thứ nhất là phải tôn thờ Thiên Chúa và chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi. Điều răn thứ hai là phải yêu người. Vậy thì chúng ta hãy thực hiện điều răn này để thực hiện đúng lệnh truyền của Thiên Chúa là yêu những người thân cận của chúng ta. Ngay trong gia đình mà chúng ta còn không yêu được, huống hồ chúng ta yêu tha nhân, yêu bà con lối xóm, yêu bạn bè làm sao được. Hãy nhớ về ông bà tổ tiên và ông bà cha mẹ là những người gần gũi chúng ta nhất trong gia đình. Chúng ta thấy bài đọc 2 ngày hôm nay, Thánh Phaolô khuyên nhủ giáo đoàn Ê-phê-sô một cách rất là chân thành, và những nó cũng như một kim chỉ nam cho chúng ta sống. Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Chúng ta thấy đó, ngày nay xã hội càng phát triển, các bạn trẻ tưởng như mình có tài năng, có sức khỏe, có mọi thứ, rồi về quê khinh thường mấy ông bà già. Chúng ta thấy đó, chúng ta được như ngày hôm nay là do công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Một nắng hai sương, vất vả nơi ruộng đồng, vất vả nơi công xưởng, vất vả dãi nắng dầm mưa, đi xây rồi làm đủ mọi thứ nghề để kiếm sống, để nuôi dưỡng chúng ta. Đừng cậy vào tài năng sức khỏe mà khinh thường ông bà cha mẹ. Hãy thực hiện đúng lời của Thiên Chúa mời gọi, thờ cha kính mẹ để chúng ta cũng được hưởng ân phúc của các ngài mà sống lâu và sống hạnh phúc trên cõi dương gian này. Ước chi qua thánh lễ tôn kính ông bà cha mẹ ngày hôm nay là một dịp để chúng ta reset lại, là một dịp để chúng ta nhìn lại tương quan của chúng ta đối với ông bà cha mẹ như thế nào, để chúng ta có một cung cách đối xử mới, đời sống mới trong suốt năm mới này và suốt cuộc đời của chúng ta, để chúng ta thực hiện đúng thánh ý mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta. Amen. Khi ấy, có mấy người Pha-ri-siêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-xu và nói rằng: sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa?
Quả thế, Thiên Chúa dạy, ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo, ai nói với cha, với mẹ rằng, những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Tôn kính ông bà cha mẹ, kính thưa toàn thể công đoàn phụng vụ, trong những ngày đầu xuân mới này, chúng ta vui xuân đón Tết với biết bao niềm vui. Niềm vui vì chúng ta được trở về mái ấm mỗi gia đình. Niềm vui bên những bữa cơm tân niên. Niềm vui chúng ta gặp gỡ, chúng ta chia sẻ, chúng ta chúc tụng cho một năm mới. Và niềm vui ấy không chỉ để thể hiện dành riêng cho mỗi người chúng ta, mà hôm nay Giáo hội Việt Nam mời gọi chúng ta hãy nhìn về các đấng tổ tiên để nhớ ơn các ngài trong những dịp đặc biệt như thế này. Ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ thật lớn lao, và kho tàng ca dao tục ngữ nói nên biết bao nhiêu những câu ca dao về tình cảm, tình yêu thương mà chỉ có cha mẹ mới có thể hy sinh cho con cái. Năm 2004, tác giả Vương Tấn Lý nổi tiếng với tác phẩm Mẹ Điên. Chắc chắn ở đây các bạn trẻ đi học hoặc là những ai yêu đọc văn thơ sách vở đã đọc cái câu chuyện Mẹ Điên của tác giả này. Và cái câu chuyện này có thật, kể về cái hồi ký của một cậu thanh niên. Cậu ấy ghi lại cái dòng đời của người mẹ bất hạnh của mình. Câu chuyện: trong một ngôi làng kia, có một người phụ nữ, quần áo thì tả tơi, rồi hàng ngày thì cứ điên điên khủng khủng, rồi thậm chí còn ngồi tẻ ra giữa cả thanh thiên bạch nhật này. Đi qua ai cũng chê cười chị, rồi khát nhổ vào chị và nói coi chị là một con điên không có cái tâm hồn gì hết. Rồi cũng trong làng ấy có một bà mẹ và một cậu con trai cũng đã lớn tuổi, hơn 40 tuổi rồi. Chẳng may anh ta nhà nghèo đi chặt củi gì đó, chẳng may bị cụt cái tay. Và con gái trong làng thật là hiếm hoi, nên là nhà đã nghèo rồi lại còn bị cụt tay nữa nên chả ai lấy cả. Thế thì cái bà mẹ quá này cũng rất là đau khổ, vì con trai mình đã già rồi và chả có vợ. Ra đầu đường bà nhìn thấy cái thiếu nữ bị điên này, bà có một ý tưởng là thôi đưa cái thiếu nữ điên này về để chỉ mong sao là sinh cho bà được một cháu nội để nối dõi tông đường. Rồi trong ý định của bà, khi sinh con rồi thì bà sẽ đuổi cái chị này đi, không cho ở nhà nữa. Và quả thật, khi bà đưa chị về, và cuối cùng chị cũng đã sinh cho bà được một cậu con trai rất khôi ngô tuấn tú. Và khi vui mừng đón nhận đứa trẻ trong tay, bà đã nhìn vào người mẹ điên kia, thôi sứ mạng của cô đến đây hết rồi, biến đi khỏi gia đình này. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng tình mẫu tử nó thiêng liêng vô cùng.
mặc dầu người mẹ điên này không biết cái trí khôn phán đoán được, nhưng cái tình cảm tự nhiên đó, hai mắt chị cứ ứa ròng ròng và nhìn thấy đứa con mà không nỡ rời đi. Và chị biết đưa cái cử chỉ là không muốn rời xa đứa con này. Rồi chị tiếp tục lang thang trên dòng đời. Cậu bé này càng ngày càng lớn lên, học giỏi. Và một hôm, cậu đã thấy được người mẹ điên của mình đứng ngoài cổng trường. Cái linh tính mách bảo cậu rằng đó chính là người mẹ mà bấy lâu nay cậu không được thấy mặt. Chị vẫn quanh quẩn quanh cái đứa con của mình, chỉ được đứng ngoài nhìn vào nó. Và một hôm, cậu bị bạn bè đánh một trận rất là đau. Bỗng nhiên đâu đó thì người mẹ điên này xuất hiện và cứu cậu khỏi cái trận đánh đó. Rồi trước cái tình cảm như vậy thì bà nội của cậu, tức là cái bà mẹ chồng ngày xưa, bà thấy bây giờ nhà mình cũng chả có ai làm việc đỡ đần cả, mà cái chị này đến rất khỏe mạnh, bà đón chị ta về và đối xử như một người hầu, làm việc quần quật suốt ngày suốt tháng, không cho danh nghĩa là con dâu của mình, chỉ đóng vai trò như một nô lệ mà thôi. Rồi thời gian cứ tiếp, bà mẹ chồng đã nhờ cái người mẹ điên này cứ hàng ngày băng qua hơn chục cây số đường rừng để đưa cơm cho cháu của mình. Nhận được công việc này, chị rất là vui mừng và hàng ngày đưa cơm đến cho con ăn. Mặc dầu hai mẹ con không có nhận được nhau, nhưng chị vẫn biết cái việc chị làm này rất tốt cho con của chị. Và không chỉ vậy, mà đi qua cái khu rừng á, chị còn tìm những cái hoa quả tự nhiên, những cái trái đảo dại để đưa cho con ăn nữa. Và người con này cũng rất cảm động trước tình cảm của mẹ. Và hàng ngày, cậu ta cứ ăn cái quả đảo dại do mẹ hái thêm cho mình. Rồi một ngày kia, chị đã ngã xuống cái vực sâu khi đang hái đảo cho con của mình. Cậu ta không thấy mẹ đến nữa, đi tìm và đã thấy những cái quả đào ở trong tay mẹ vẫn còn rưng rưng nước mắt nhớ về đứa con. Cộng đoàn kính mến, câu chuyện thật cảm động cho chúng ta thấy được rằng cái tình mẫu tử, tình phụ tử nó thiêng liêng, cao quý vô cùng. Và chỉ có người cha, người mẹ mới dành cho chúng ta những cái tình cảm vô giá, vô điều kiện như vậy. Hôm nay, cộng đoàn chúng ta quy tụ nơi đây để hướng về tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta, không chỉ là những người còn đang sống với chúng ta, mà tổ tiên ông bà cha mẹ đang yên nghỉ nơi đây để chúng ta cầu nguyện cho các ngài. Nhưng với giáo lý của Hội Thánh Công Giáo đã xác định rằng chúng ta báo hiếu ông bà cha mẹ không phải chỉ khi các ngài đã qua đời mới cầu nguyện, mà chúng ta phải có trách nhiệm báo hiếu ngay khi các ngài đang còn ở với chúng ta. Dân gian có câu rằng còn sống thời chẳng cho ăn, đến khi thác về làm vặn tế rồi thì chết, rồi mới sắp xôi thịt cúng tế thì nào còn ích chi. Như vậy, hôm nay giáo hội mời gọi chúng ta hãy nhớ về ông bà tổ tiên cha mẹ, như chính lời đáp ca mà ca đoàn vừa hát chúng ta thấy. Phúc thay người tôn sợ Thiên Chúa, ăn ở theo đường lối của Ngài. Vậy thì Thiên Chúa chúc phúc cho những ai biết kính sợ Thiên Chúa và ăn ở theo đường lối của Ngài để được hưởng ân phúc ở đời này. Điều răn cao quý Thiên Chúa đã dạy chúng ta, cái thứ nhất là phải tôn thờ Thiên Chúa
và chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi. Điều răn thứ hai là phải yêu người. Vậy thì chúng ta hãy thực hiện điều răn này để thực hiện đúng lệnh truyền của Thiên Chúa là yêu những người thân cận của chúng ta. Ngay trong gia đình mà chúng ta còn không yêu được, huống hồ chúng ta yêu tha nhân, yêu bà con lối xóm, yêu bạn bè làm sao được. Hãy nhớ về ông bà tổ tiên. Và ông bà cha mẹ là những người gần gũi chúng ta nhất trong gia đình. Chúng ta thấy bài đọc 2 ngày hôm nay, Thánh Phaolô khuyên nhủ giáo đoàn Ê-phê-sô một cách rất là chân thành, và những nó cũng như một kim chỉ nam cho chúng ta sống. Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Chúng ta thấy đó, ngày nay xã hội càng phát triển, các bạn trẻ tưởng như mình có tài năng, có sức khỏe, có mọi thứ, rồi về quê khinh thường mấy ông bà già. Chúng ta thấy đó, chúng ta được như ngày hôm nay là do công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Một nắng hai sương, vất vả nơi ruộng đồng, vất vả nơi công xưởng, vất vả dãi nắng dầm mưa, đi xây rồi làm đủ mọi thứ nghề để kiếm sống, để nuôi dưỡng chúng ta. Đừng cậy vào tài năng sức khỏe mà khinh thường ông bà cha mẹ. Hãy thực hiện đúng lời của Thiên Chúa mời gọi, thờ cha kính mẹ để chúng ta cũng được hưởng ân phúc của các ngài mà sống lâu và sống hạnh phúc trên cõi dương gian này. Ước chi qua thánh lễ tôn kính ông bà cha mẹ ngày hôm nay là một dịp để chúng ta reset lại, là một dịp để chúng ta nhìn lại tương quan của chúng ta đối với ông bà cha mẹ như thế nào, để chúng ta có một cung cách đối xử mới, đời sống mới trong suốt năm mới này và suốt cuộc đời của chúng ta, để chúng ta thực hiện đúng thánh ý. Mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta.